Voici le jour que fit le Seigneur. Crions notre joie et soyons dans l'allégresse. Đây là ngày Thiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta hãy ca mừng và hãy vui lên. Anh chị em, thân mừng Đồng Chúa Giê-xu Kitô. Anh chị em thân mến, Đồng Chúa Giê-xu Kitô. Prima di tutto, insieme con voi, voglio ringraziare la Madonna per una grazia speciale che ci ha fatto. Tôi rất lấy làm vui mừng được ở đây với anh chị em, cảm ơn Đức Mẹ, ơn mà Đức Mẹ đã ban cho chúng ta. Avete notato che ieri, da quando è cominciato la cerimonia dell'inaugurazione fino a questo momento, le piogge sono cessate. Diamo un'acclamazione alla Vergine Santa. Anh chị em đã thấy hôm qua trời mưa rồi lần lần bớt mưa và hôm nay thì trời quang đãng hơn. Vậy mà chúng ta có thể cảm ơn Đức Mẹ bằng một cái tràng pháo tay. Voglio anche ripetere ciò che ho detto ieri sera, porto le felicitazioni del Santo Padre per questo grande avvenimento del duplice giubileo. Tôi xin nhắc lại điều mà tôi đã nói hôm qua là tôi mang đến cho anh chị em sự chào thăm, chúc mừng và phép lành của Tòa Thánh cho đại lễ của chúng ta hôm nay. A nome del Santo Padre faccio i migliori auguri alla conferenza episcopale del Vietnam che ha organizzato questo giubileo. Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi xin chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hết sức là tốt đẹp đại lễ này. A nome vostro voglio dare un grande applauso alla conferenza episcopale. Và vì vậy, xin anh chị em chúng ta cùng vỗ tay cảm ơn Hội đồng Giám mục. Nous voici réunis pour célébrer l'année jubilaire de l'Église catholique au Vietnam, commémorant les 350 ans d'érection des deux premiers vicariats apostoliques, Dan Trung et Dan Quy, et le jubilé d'or de la hiérarchie catholique du Vietnam. Je vous félicite de tout cœur pour ces deux jubilés. Chúng ta họp nhau đây để cử hành năm thánh của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoại và Kim Khánh thành lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam. Cette liturgie eucharistique doit être une action de grâce solennelle de toute l'Église qui est au Vietnam. Tôi hết lòng chúc mừng hai đại lễ kỷ niệm này. Phụng vụ thánh thể hôm nay muốn là một cử hành tạ ơn trọng thể của toàn giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Après une longue préparation et les solennelles cérémonies d'ouverture à Sokien dans l'archidiocèse de Hanoi le 24 novembre 2009, l'Église au Vietnam a promu au niveau diocésain, au niveau paroissial, de nombreuses célébrations, pèlerinages, initiatives pastorales et spirituelles, et finalement la grande assemblée du peuple de Dieu à Ho Chi Minh Ville en novembre dernier. Sau những chuẩn bị lâu dài và các lễ nghi khai mạc trọng thể tại sự kiện trong Tổng giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009,
Giáo hội Việt Nam đã phát động ở cấp giáo phận và cấp giáo xứ nhiều cử hành hành hương, sáng kiến mục vụ và đạo đức. Và sau cùng là Đại hội Dân Chúa đã diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 vừa qua. L'année jubilaire prend fin et elle culmine aujourd'hui en cette solennité de l'épiphanie de notre Seigneur, sous le regard amoureux et maternel de la très sainte Vierge Notre-Dame de la Vangue, notre Mère Céleste. Năm Thánh đến hồi kết thúc và đạt đỉnh cao nhất trong đại lễ hiển linh dưới cái nhìn âu yếm hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Đức Mẹ La Vang, Mẹ của chúng ta ở trên trời. L'Église au Vietnam, sous la direction avisée de la Conférence des évêques, a voulu célébrer ce jubilé en la fête la plus significative de la mission de l'Église, la manifestation de notre Seigneur Jésus à toutes les nations. Giáo hội Việt Nam, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Hội đồng Giám mục, đã muốn bế mạc năm thánh trong ngày lễ ý nghĩa rất cao của sứ mệnh giáo hội, đó là sự tỏ mình của Chúa Giêsu cho các dân các nước. Dieu qui est amour se manifesta à la personne de notre Fils unique à Bethléem il y a 2000 ans et continue à se manifester à nous et à tous ceux qui savent le reconnaître dans la vie quotidienne. En effet, à tous ceux qui l'ont reçu et conclu à son nom, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Thiên Chúa là tình yêu đã tỏ mình cho con người duy nhất của mình ở Bethlehem cách đây 2000 năm và còn tiếp tục tỏ mình cho chúng ta và cho tất cả những ai biết đón nhận ra người trong đời sống hàng ngày. Thật vậy, những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Réunis autour de cet autel érigé entre le ciel et la terre, nous offrons à Dieu ce sacrifice de louange pour le remercier de toutes les grâces et bénédictions reçues dans le passé et en cette année jubilaire. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père miséricordieux, pour son immense amour envers nous, car il nous a choisis sans aucun mérite de notre part, parmi les 7 milliards environ d'êtres humains qui peuplent la terre. Hiệp nhau quanh bàn thánh này được dựng lên giữa trời và đất, chúng ta tiến dâng Thiên Chúa hy lễ ca tụng để cảm tạ người về mọi hồng ân đã lãnh nhận trong quá khứ và trong năm thánh này. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, Cha nhân hậu của chúng ta về tình yêu vô biên đối với chúng ta, vì người đã chọn chúng ta không do công nghiệp gì của chúng ta giữa gần 7 tỷ người sống trên trái đất này. Grâce à la prédication généreuse et courageuse de nombreux missionnaires venant des pays lointains, nous avons connu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, et à lui nous confessons notre foi avec cette profession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nhờ sự giảng dạy, quảng đại và can đảm của các chùa sai đến từ các nước xa xôi, chúng ta được biết tin mừng của Chúa Kitô, Đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Và trong người, chúng ta tuyên xưng đức tin với lời tuyên xưng của Phêrô: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est le don le plus grand et le plus précieux que Dieu notre Père, qui est aux cieux, fait à chacun de nous
et à l'humanité entière. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là quà tặng lớn nhất và quý nhất mà Thiên Chúa Cha chúng ta trên trời đã ban cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể nhân loại. La fête de l'Épiphanie va donc susciter en nous, comme en tous les fidèles, les sentiments de louange et de reconnaissance pour la foi chrétienne, et elle nous invite à partager à nos frères non chrétiens ce don inestimable, à prier et travailler afin que l'univers tout entier se transforme en peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Vì thế, lễ hiến linh phải khơi động trong chúng ta và trong mọi tín hữu tâm tình ngợi khen và cảm tạ về hồng ân đức tin, và mời gọi chúng ta chia sẻ món quà vô giá này cho các anh chị em ngoài Kitô giáo, cầu nguyện và làm việc ngõ hầu mọi người trong vũ trụ trở thành dân Chúa, thân thể Đức Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour l'abondance des bénédictions divines répandues sur cette Église qui est au Vietnam pendant des siècles depuis l'évangélisation de ce pays. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì các ân phúc dồi dào đã đổ xuống trên giáo hội tại Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua, từ ngày tin mừng được rao giảng trên đất nước này. Nous rappelons avec profonde gratitude tous ceux qui ont contribué à l'édification et au développement de cette Église en donnant leur vie, leur sueur et leur sang. Với lòng tri ân thâm sâu, chúng ta nhớ lại tất cả những người đã góp phần xây dựng và làm phát triển giáo hội này bằng chính mồ hôi và xương máu của họ.